Thưa tất cả anh em cho chị nhá, hôm nay mình có một tổ chè 4 con. Thì hôm nay là phiên ngày 25 tháng 5, mình đã bắt được 4 em há mồm đầy đủ bón rồi, đã được 2 ngày. Ai có nhu cầu yêu thương mình nhượng lại cho kênh chim Vũ Gáy Hay Vũ Văn Thao, số điện thoại 0335305982 hoặc số 0363745126. Mình tên là Lâm nhá. Đấy, mình nay ngày 25 tháng 5 mình lên clip này. Ai nhanh tay cầm điện thoại nhất gọi ngay số 0335309 82 nhá. Kênh chim Vũ Gáy Hay nhá. Rất đẹp, 4 con bắt đầu bung lông rồi. Mình nuôi được 2 ngày rồi nhá, há mồm đầy đủ. Chim rất yêu thương. Rất đẹp luôn này. Đây là chè than nhá các bạn nhá. Rồi, cứ lấy mình làm thế thôi nhá. 4 chú đẹp. Rất đẹp. Ăn ok rồi.